Sau đây, xin mời diễn viên Trung Tử Cương. Đây là bài võ xé quần. Vâng, khá giống quyền thể nhưng lại giống là taekwondo, có nét của wushu nhưng lại giống thiếu lâm, tay thì giống võ quang trung, chân thì lại theo vịnh sơn quyền, là lướt như lý tiểu long mà lại cứng rắn như là torii, có một nét gì đấy của thích tiểu long. Chân tay thì khá đẹp, mỗi tội mông hơi to. Vâng, khá nhanh, tốc độ ra đòn 1,1 đòn trên giây. Ô điệt con mẹ mất con cung của xe.